lẽ với bất cứ ai yêu đồng Phật đều thấu hiểu sự mất mát lớn lao khi thú cưng của mình lìa xa cõi đời, giữa bởi họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ mà còn là một tình bạn trân quý. Đối với người đàn ông này cũng vậy, anh ta đã dành cho chú gà trống của mình một buổi lễ tiễn biệt long trọng khi nó bỏ mạng sau trận đấu cuối cùng. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng chia sẻ về khung cảnh long trọng của tang lễ dành cho một chú gà trống đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng. Theo nguồn tin, đây là một lễ tiễn biệt chiến kê về với đất mẹ của một người đàn ông ở Thái Lan với tổng chi phí lên tới hàng nghìn bát Thái. Tuy nhiên, giá trị của chú gà trống mới chính là tâm điểm khi nó được định mức ở con số 22 triệu bát tương đương khoảng 16 tỷ tiền Việt Nam. Theo chủ nhân của nó, đây là một giống gà quý hiếm và có sức chiến đấu rất tốt. Được biết, chú gà trống này đã theo chủ nhân của nó trên khắp các chiến trường và giành nhiều huy chương cao quý thế nhưng thật không may mắn, trong trận đấu gần nhất nó đã bị thương nặng và bỏ mạng. Chắc hẳn đối với người đàn ông ấy, con vật nuôi bé nhỏ vừa là thú cưng, vừa là đồng đội cũng như là người tri kỷ đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn trên con đường vinh quang. Sau khi cậu bạn nhỏ qua đời, người đàn ông này đã vô cùng thương tiếc và tổ chức một lễ tiễn biệt hoành tráng với sự tham gia của bạn bè và nhiều đơn vị truyền thông đến đưa tin hiện tại bài đăng vẫn gây chú ý trên mạng xã hội với lượt chia sẻ rần rần bên cạnh những lời khen thì cũng không có ít ý kiến cho rằng có lẽ không nên tốn quá nhiều tiền bạc và công sức cho một tăng lễ của một phật nuôi như vậy còn bạn thì sao bạn nghĩ việc làm của người đàn ông này có mang ý nghĩa đặc biệt hay không hãy bày tỏ quan điểm của mình cùng xem vào tv nhé